Thưa quý vị, sau 2 tuần học trực tuyến ôn tập, hệ thống lại các kiến thức cũ, từ ngày mai 20 tháng 9, các trường trên địa bàn thành phố bắt đầu tổ chức dạy bài mới, kiến thức mới cho học sinh. Hiện các trường đã xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp theo từng cấp học, bậc học. Ở bậc trung học cơ sở, việc tổ chức dạy học bài mới, kiến thức mới cho học sinh không gặp quá nhiều khó khăn khi phần lớn học sinh đã biết sử dụng công nghệ. Bên cạnh lên thời khóa biểu hợp lý, các trường học cũng thực hiện theo hướng dẫn điều chỉnh về nội dung dạy học, không dạy nội dung đã được giảm tải theo hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo. Để cho cái việc dạy học online được diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, có nền nếp thì nhà trường cũng đã ban hành cái nội quy, quy định về việc vấn đề dạy học online. Đối với giáo viên thì các thầy cô phải như thế nào, đối với học sinh thì các em phải làm như thế nào, đảm bảo một tiết học ở online cũng giống như một tiết học trực tiếp ở trên lớp. Để việc dạy học trực tuyến mang lại hiệu quả cao, nhất là ở giáo dục tiểu học, ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường học ưu tiên tổ chức dạy học các nội dung hình thành kiến thức mới, các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc với học sinh lớp 1, lớp 2, không gây áp lực cho học sinh. Đối với lớp 3, lớp 4, lớp 5, thực hiện tinh giản chương trình để tập trung giúp học sinh hoàn thành các nội dung cốt lõi. Đối với bậc tiểu học thì chúng tôi chủ yếu khuyến khích là dạy theo cái hình thức là xây dựng các cái bài giảng video để gửi về cho phụ huynh học sinh và học sinh để cùng tương tác hỗ trợ trong quá trình học. Và về thời khóa biểu thì chúng tôi cũng đã có cái hướng dẫn cụ thể. Đối với bậc trung học cơ sở cũng như tiểu học thì chúng ta dạy giảm cái thời gian trên một tiết học và giảm số tiết trên một buổi học. Đối với những trường hợp học sinh, học viên không tiếp cận được việc dạy học trực tuyến thì nhà trường, giáo viên bộ môn cung cấp bài giảng, bài tập, câu hỏi qua tài liệu giấy để học sinh học tập cũng như lên kế hoạch để hệ thống lại kiến thức cho học sinh sau khi quay trở lại trường học. Các em sẽ được các thầy cô giới thiệu các cái nội dung chương trình mới để đảm bảo các em nắm bắt được. Đối với những học sinh chưa có điều kiện hoặc khó khăn hơn thì ngành cũng đã làm việc với các đơn vị trường học là sau khi các em học sinh đi học lại, rà soát cụ thể để có thể hỗ trợ cho các em về mặt kiến thức để đảm bảo là không có một sự ven lệch giữa kiến thức cơ bản đối với tất cả các em học sinh khi các em học sinh đến trường. Dạy học trực tuyến đang đặt ra cho ngành giáo dục nhiều thách thức lớn, nhưng cũng là cơ hội để cả người dạy và người học nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ, rèn thói quen tự học. Bên cạnh sự nỗ lực từ phía ngành giáo dục thì sự đồng hành của phụ huynh trong quá trình dạy học trực tuyến được xem là yếu tố quan trọng giúp học sinh vượt qua năm học trong đại dịch đầy khó khăn và nhiều thách thức này.